Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay xin mời tất cả mọi người hãy cùng Hoàng Mai đi thu hoạch các loại rau, đó là rau tầm bóp này, rau cải, bắp và rau súp lơ mọi người nhé. Và đây là cái góc vườn của nhà mình các bạn nhé. Mình đã trồng được đậu này, cải bắp, su hào, súp lơ và bắp cải nữa các bạn ạ. Và xa xa ở phía bên kia là một cái trang trại. Một màu xanh của cây, của hoa và của lá rất là đẹp các bạn ạ. Muôn màu sắc của cây. Và đây là ở bên nhà hàng xóm người ta trồng mít này. Và trồng bưởi các bạn ạ. Đó. Phong cảnh ở làng quê rất là yên bình nhưng là có một màu xanh rất là bắt mắt. Và đây là rau tầm bóp mọi người ạ. Mọc dày như thế này các bạn này, nhìn này, không có phải chăm bón gì đâu. Đó. Mà nó mọc lên như thế này này. Hôm nay rất là nhiều thì mình sẽ hái về để xào tỏi rất là ngon mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ hái rau tầm bóp. Rất là nhiều mà mình không biết, sắp trước là mình đem mình nhổ hết mọi người ạ. Đẹp lắm các bạn ạ. Người ta nói ăn rau này rất tốt cho sức khỏe và nó lại không có cái độc hại gì cả vì mình không có phải bón sới gì cả các bạn ạ. Sau một hồi mình hái xung quanh vườn thì đã được chừng này các bạn ạ. Rất là nhiều. Đó. Và bây giờ mình sẽ sang thu hoạch rau bông cải xanh các bạn nhé. Sắp trước mình trồng một cái bãi này này, nhưng mà mình đã thu hoạch rồi, hôm nay mình có dịp để mình ra mình quay phim cho các bạn xem đó. Còn một cây súp lơ nữa, mình sẽ bỏ cái lá gốc ở dưới nhé. Súp lơ xanh đã về với đội của Hoàng Mai. Cải bắp này các bạn nhé, mình sẽ bỏ cái lá già ở phía dưới đi. Bạn nhìn này, có một em sâu ở phía trên của cây bắp cải. Suốt ngày mình ra đây bắt sâu đấy mà vẫn còn sót lại. Vì các bạn ấy ngụy trang rất là giỏi cho nên là mình nhìn đôi lúc nó cũng không nhìn thấy đâu. Đó. Và su hào mình cũng sẽ thu hoạch luôn hôm nay. Mình sẽ cắt gốc. Ôi cứng quá. Mình sẽ tìm cái cây cải bắp nào nó to hơn, mình sẽ
thu hoạch tiếp. Mình sẽ thu hoạch cái cây này mọi người. Cây này không bị sâu. À cũng có. Em sâu rất là to. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình đi thu hoạch cà chua các bạn nhé. Đây là có một luống cà chua nhỏ nhỏ của mình thôi, nhưng mà nó rất là nhiều quả các bạn ạ. Mình ra vườn mình đã thấy nó có đôi quả chín rồi này các bạn. Và một số quả thì nó màu hồng hồng. Rồi mình sẽ quay một lượt cho các bạn xem nhé. Rất là nhiều quả các bạn ạ. Mình chỉ trồng có mấy cây này nhưng mà gia đình nhà mình tha hồ ăn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy quả nhiều chưa? Ôi trời ơi, cái chùm này này, các bạn nhìn này. Đó. Các bạn ơi, nhìn thích chưa? Quả nào như quả nấy và cứ căng bóng ra các bạn ạ. Đúng là như thể là da em bé mọi người ạ. Đẹp ơi là đẹp luôn. Các bạn ấy e ấp nằm ở trong những cái dàn này đấy các bạn. Đó, các bạn nấp ở trong đấy này, nhiều chưa các bạn? Trời ơi, rất là đẹp các bạn ơi. Đó, đó, đó. Nhiều chưa? Nhiều trái chưa? Đó. Mình không cần phải trồng nhiều đâu các bạn ạ. Chỉ cần ở một cái góc sân mà hoặc là một cái mảnh vườn nho nhỏ thôi, hoặc là mình trồng vào chậu cũng được các bạn ạ. Nhưng mà nó cho rất là nhiều quả đấy. Hôm nào nó chín mình sẽ lại ra quay cho các bạn xem nhé. Hôm nay nó mới chỉ hơi hồng hồng và bên kia có mình nhìn thấy một số quả màu đỏ thôi. Và đây là cây cà chua bi các bạn nhé. Đó. Các em cà chua bi của Hoàng Mai bây giờ mới đang chúm chím đó. Đó. Bây giờ mới đang lớn này. Đó, rất là nhiều quả đấy các bạn ạ. Cà chua bi cũng rất là nhiều quả này. Đó. Nhiều quả chưa? Đó. Và bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cà chua các bạn nhé. Một quả này, hai quả, cà chua đã chín. Ôi, ba quả cà chua chín. Bốn quả. Năm quả cà chua chín. Đó, quả này mình cũng bứt luôn. Quả này màu hồng hồng mình cũng sẽ bứt luôn. Đó. Bên này có 3 quả màu hồng hồng thôi các bạn. Đó. Nhìn thích mắt chưa các bạn?
Mà mình cũng rất là có tâm hồn trồng coi các bạn ạ. Cứ lúc nào rỗi rỗi là mình lại đi ra ngoài vườn. Mình bắt sâu này, nhổ cỏ này, hay là cái coi nào mà nó bị thế nào thì sâu hay là gì thì mình lại bắt đầu bắt, hoặc là khô đất nước quá thì mình sẽ tưới. Đó. Một mảnh vườn nho nhỏ của mình nhưng mà trồng được rất là nhiều các loại rau các bạn nhé. Và đây là mình ham quá, thế là mình trồng một rãnh rau xà lách đây các bạn ạ. Đó. Bạn hãy nhìn nhé, rất đẹp. Và hôm nay mình cũng sẽ thu hoạch rau xà lách. Mình còn trồng cả cái cây xạ đen đấy các bạn ạ. Mỗi khi mình thích thích thì mình lại vặt một nắm lá về để mình hãm vào cái ấm, xong rồi mình uống. Thấy người ta bảo là uống tốt lắm, chống được ung thư, nên mình cũng trồng vào một cái góc vườn đó. Các bạn ạ, sau một hồi mình thu hoạch thì mình đã thu hoạch được rất là nhiều các loại rau củ quả ở trong vườn của mình đó. Đó là cà chua này, rau xà lách, súp lơ xanh và rau tầm bóp và rau bắp cải. Và có lẽ video thu hoạch rau củ quả của Hoàng Mai đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.